Mình đã chọn du học và cảm thấy thật may mắn để tiếp tục học ở tuổi 25. Ngày trước mình đã hoàn thành chương trình đại học 4 năm tại Việt Nam. Sau khi đi làm 1 năm ở vị trí marketing, mình đã xách ba lô lên và đặt chân đến đất nước lá phong xinh đẹp này. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 ngành Global Business và mình cảm thấy thật sự xứng đáng bởi vì kiến thức mình được học ở nơi có nền giáo dục tiên tiến sẽ rộng, bổ ích và được cập nhật liên tục. Tại đây mình đã được giáo viên hướng dẫn tận tình và tham gia vào bài giảng bằng các buổi thuyết trình để nâng cao kỹ năng nói trước đám đông và giúp mình tự tin hơn. Thêm vào đó, mình được học thêm kỹ năng làm việc nhóm cùng các bạn sinh viên quốc tế. Kỹ năng này sẽ giúp mình làm việc được ở bất kỳ công ty đa quốc gia nào trong tương lai. Ngoài ra, trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để sinh viên quốc tế được kết nối với nhau. Đây là cơ hội để được học tập văn hóa và mở rộng mạng lưới mối quan hệ, giúp cho việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp dễ dàng hơn. Mình đã đi du học ở độ tuổi 25 và cảm thấy thật sự xứng đáng. Nếu bạn đang có dự định đi du học mà chưa biết bắt đầu từ đâu, đừng ngần ngại liên hệ với IDB để được tư vấn miễn phí nhé.